Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đài Bombox rất là hay. Một chiếc đài cassette đến từ thương hiệu của Soli của Nhật Bản. Thì đây là một trong những cái model đài rất là bự, rất là to. Anh em có thể thấy bát của nó là bát 20. Chét được nằm ở đây. Rất là đẹp, rất là gấu. Con này là CFS77, anh em có thể thấy. Con này là hàng đấu giá sách tay về. Và anh em có thể thấy cái độ mới của nó còn rất là cao, nguyên zin. Với một cái kích cỡ cũng giống như là một cái form dáng rất là ngầu như này, thì anh em có thể thấy là âm thanh nó rất là lớn, nghe rất là đã tai. Con này nó sẽ chơi được thẳng là cassette, radio và line-in. Anh em sẽ nhấn nguồn ở đây, chúng ta sẽ chọn chế độ là cassette. Ở đây thì chúng ta sẽ mở hộp băng. Đó, hộp băng nó sẽ mở ra và chúng ta sẽ cho băng vào. Băng nó đây. Đó, con này cái thiết kế đẩy ra của nó rất là hay. Đấy, anh em thấy. Đó, và chúng ta nhấn chơi rồi. Hàng rất là mới nha anh em, đẹp. Trang thư xanh em lên chào anh, viết bằng lời kim tím bông hoa cà, mà hồi xưa anh thường hằng mơ ước. Ngày hợp hồn anh kết hoa để tặng gió heo mây, gió lùa trên tóc.